nên đầu tư phòng xông hơi đá muối để tăng thu nhập kinh doanh spa. Phòng xông hơi đá muối Himalaya là thiết bị xông hơi tăng cường ion âm, làm sạch không khí và thanh lọc cơ thể. Thiết bị này mang đến dịch vụ mới lạ, thu hút và làm hài lòng khách hàng, đồng thời gia tăng doanh số của các spa. Đá muối Himalaya được nhiều người cho rằng có thể chữa bách bệnh. Sở dĩ người ta tin như vậy vì những người sử dụng loại đá muối này đều cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái. Hơn nữa, đá muối Himalaya được hình thành dưới nhiệt độ và áp lực cao, hấp tinh hoa của đất trời, đằng đẵng 40 triệu năm. Sự kiến tạo huyền bí này phần nào khiến người ta ngộ nhận về sự thần kỳ của nó. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đá muối Himalaya không phải là dược vạn năng, nhưng có thể phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả một số bệnh hô hấp cùng các chứng bệnh liên quan đến hệ cơ, xương, khớp. Thực nghiệm cho thấy, muốn phát huy hết tác dụng trị liệu của loại đá muối này, cần có tác động của nhiệt độ và các chất xúc tác. Đó chính là cơ sở cho sự ra đời của phòng xông hơi đá muối Himalaya. Trào lưu spa đang phát triển trên toàn thế giới. Xông hơi đá muối Himalaya. Năm 1843, tiến sĩ F. Pugnosi phát hiện ra rằng thợ mỏ muối hiếm khi bị bệnh và hầu như không bị các bệnh đường hô hấp hay da liễu. Những nghiên cứu của ông đã giúp phương pháp trị liệu muối bằng cách tạo hang động hoặc những phòng xông hơi phun nước muối phổ biến ở Đông Âu kể từ đó. Vào đầu những năm 2000, nhiều tập đoàn ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc phát hiện ra Himalaya tồn tại loại đá muối có giá trị nhất thế giới. Ngay thời điểm họ cung ứng thị trường ở nhiều quốc gia, các chủ đầu tư đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và tiến hành đầu tư phòng xông hơi đá muối Himalaya. Từ năm 2003, xông hơi khô và xông hơi ướt đá muối Himalaya nhanh chóng được biết đến trên khắp các châu lục. Vài năm trở lại đây, phòng xông hơi hồng ngoại đá muối ra đời, thu hút sự quan tâm cũng như bình chọn của những người yếu sức khỏe trên khắp thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử spa thế giới có một hình thức xông hơi phát triển mạnh mẽ và được đón nhận chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Không phụ lòng mong đợi của nhiều người, năm 2011, xông hơi đá muối Himalaya chính thức được giới truyền thông công nhận là trào lưu spa thịnh hành trên thế giới và được dự báo là xu hướng spa xuyên suốt thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Đầu tư phòng xông hơi đá muối Himalaya tạo nên dịch vụ mới lạ, thu hút khách hàng. Himalaya là một trong những dãy núi lâu đời nhất trên trái đất, bắt đầu từ va chạm lục địa cách đây 70 triệu năm. Dãy Himalaya được khai sinh và trở thành vùng đất thanh bình, ít biến động nhất thế giới. Muối mỏ khai thác từ dãy núi này vô cùng tinh khiết với cấu trúc tinh thể hoàn toàn. Trong 88 nguyên tố tự nhiên có thể tìm thấy trên trái đất, muối Himalaya chứa đến 84 nguyên tố, điều đặc biệt mà không vật chất nào có được. Sự tinh túy ấy khiến người ta khó có thể rời mắt khỏi những khối đá nửa đỏ nửa hồng, xen lẫn những tinh thể từ trắng đục đến trong suốt. Phòng xông hơi được ốp gạch đá muối, đẹp lộng lẫy nhưng cũng đầy bí ẩn, tỏa sáng rực rỡ nhưng muôn phần ấm áp, kín gió đến nỗi không có thấy một khe thở nhưng không hề khiến người ta ngột ngạt hay bức bối. Tất cả những điều đó khiến dịch vụ xông hơi đá muối vừa lạ lẫm, vừa hấp dẫn trong mắt khách hàng. Bên cạnh đó, những người đã trải nghiệm đều cho biết nhiệt độ phòng xông không quá nóng, không khí trong lành, lại có thể thư giãn và phục hồi sức khỏe ngay lần đầu sử dụng là những yếu tố khiến họ ưa thích và không thể sống thiếu hình thức xông hơi này. Đầu tư phòng xông hơi đá muối Himalaya giúp doanh thu của nhiều spa tăng cao. Không chỉ là dịch vụ lạ lẫm gây hiếu kỳ, xông hơi đá muối Himalaya hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành dịch vụ có tiềm năng phát triển bền vững. Lợi thế đầu tiên phải kể đến là đối tượng khách hàng của dịch vụ này rất rộng. Dịch vụ có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ, từ trẻ em đến người già, từ phụ nữ sau sinh đến phụ nữ mãn kinh. Bên cạnh đó, dịch vụ đáp ứng nhiều mục đích khác nhau như chăm sóc da, trị mụn, giảm cân, massage hỗ trợ điều trị các bệnh cơ, xương, khớp. Đầu tư phòng xông hơi đa dụng này, các spa hoàn toàn có thể khai thác và sử dụng lâu dài, ứng dụng trong nhiều dịch vụ spa khác nhau. Công dụng vượt trội đã khiến xông hơi đá muối Himalaya tạo ra đẳng cấp khác biệt so với các hình thức xông hơi khác. Nhiều khảo sát cho thấy, khách hàng sử dụng dịch vụ xông hơi đá muối sẵn sàng trả phí, thậm chí là phí cao đối với dịch vụ xông hơi và các dịch vụ kết hợp xông hơi đá muối Himalaya. Do đó, thay vì miễn phí như các dịch vụ xông hơi thông thường, spa có thể đưa chúng vào danh sách dịch vụ spa có tính phí. Cùng với sự cập nhật nhanh trào lưu thế giới của người Việt Nam, xông hơi đá muối hứa hẹn là dịch vụ tạo nên cơn sốt mới.
Lẽ đương nhiên, spa sẽ gia tăng thu nhập kinh doanh đáng kể từ dịch vụ này. Muốn đầu tư phòng xông hơi đá muối Himalaya để bạn gia tăng thu nhập kinh doanh spa, hãy đến ngay VinMỹ. Nắm bắt trào lưu chung của thế giới, VinMỹ đã đàm phán thành công với các đối tác Hàn Quốc và trở thành nhà cung cấp độc quyền công nghệ xông hơi đá muối này tại Việt Nam. Khác với những phòng xông hơi đá muối chỉ giống về quy cách, mẫu mã đang xuất hiện trên thị trường, phòng xông hơi do VinMỹ thi công và lắp đặt đảm bảo đúng tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm điện năng, giá thành hợp lý với kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Bằng tâm huyết nhiều năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, VinMỹ cam kết mang lại hiệu quả trị liệu đá muối Himalaya chuẩn mực cũng như hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các spa. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay từ bây giờ để được tư vấn và xây dựng phòng xông hơi đá muối đạt tiêu chuẩn quốc tế cho spa của bạn. Thank you.